My Dear của Đinh Phương. Các bạn biết không, thời gian vừa rồi mình đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các ông bố bạn bè sau khi sử dụng sản phẩm tinh dầu cam bé yêu. Và hôm nay mình sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới tinh dầu cam bé yêu. Tinh dầu cam bé yêu có thể điều trị mụn được không? Để vết mụn nhanh xẹp và không để lại vết thâm thì bạn có thể sử dụng tăm bông này chấm tinh dầu cam, sau đó mình chấm lên vết mụn. Việc này giống như một bước sát khuẩn, giúp ức chế việc sinh sôi của vi trùng vi khuẩn trên da, giúp nốt mụn bớt sưng to cũng như ngăn không cho lan sang vùng khác. Ngoài ra, chấm mụn bằng tinh dầu cam thì sẽ giúp mụn nhanh lành và không để lại vết thâm trên da của bạn nữa. Nếu bạn quan tâm tới một sản phẩm do tỏi bạch dương và tinh dầu cam bé yêu thì hãy inbox ngay cho mình nhé. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.